Nếu bạn chưa biết cách A băng bằng tia trúng thì clip này sẽ dành cho bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em cách A băng của mình nhé. Bình thường bữa trước thì mình có chia sẻ anh em A băng là ví dụ như đây thì chia đôi ra là A băng. Còn nếu mà ví dụ cái này thì đơn giản rồi đúng không? Mà ví dụ bây giờ mà nó lên đây như thì sẽ như nào? Đó, thì mình sẽ A băng bằng nút số anh em nhé. Đây, bây giờ mình đếm nút số này. 1, 2, 3, 4. 4 là số chẵn đi, 4 chia 2 là còn 2 đây. 1, 2, đây. Vậy là cái tia này là cái tia vuông góc với lại con số 9. Bây giờ mình giống một cái tia song song với cái tia đó, với con bi chủ này. Song song, đây. Và đây là cái điểm mình cần A băng nhé. Đây, đây là điểm mình cần A băng. Đỉnh của đó không áp phê, cao cơ nhé. Đó, thì sẽ trúng. Rồi bây giờ anh em bảo để đấy thì dễ quá đúng không? Bây giờ để lên trên này đi. Ngẫu nhiên đi. Đây, bi này khó này. Đó, bây giờ mình đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là 10 nút. Thì đo cái nút 10 này. 10 chia đôi còn 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 đây. 5 là tâm lỗ của cái lỗ 10 nha. Đây. Thì 10 chia 5 còn 5. Bây giờ mình giống cái tia song song của 10 này. Này, song song này. Song song này. Đây. Bây giờ mình bắt một cái tia song song với tâm của bi chủ với cái tia này. Đây. Và đây là cái điểm mình cần A băng nhé. Thì anh em chỉ cần đến không áp phê. Kiểu gì cũng trúng.